Okay, let's go. What happened? Ah! Những các loại khủng long đang bị chôn vùi dưới bùn này các bạn ơi. Bây giờ hãy cùng khám phá xem đây là khủng long gì nha. Ở đây có một cái chậu nước khổng lồ, chúng ta sẽ cùng nhúng các loại khủng long này vào đây để biết thật sự đây là loài khủng long gì. Đào cũng bắt đầu nha. Wow, con Mentaceratops khổng lồ các bạn ơi. Con Mentaceratops màu đỏ có những cái vằn đen nhìn rất là ngầu. Hệ sừng lớn rất là nhỏ, mà sừng thứ ba ở mũi thì nhỏ hơn nha. Trên cổ nó có một cái vây rất là lớn như một tấm khiên trắng các bạn. Một con Mentaceratops màu đỏ ren rất là ngầu luôn các bạn. Ở đây mình có cả Mentaceratops khổng lồ nha các bạn. Ngầu chưa kìa. Đó, đã cực kỳ luôn. Rồi, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long raptor màu xanh các bạn ơi. Đây là khủng long tuy nhỏ nhưng là săn mồi theo bầy đàn và rất là thông minh nha. Tốc độ chạy thì rất là nhanh khỏi các bạn luôn. Chú khủng long raptor màu xanh nhìn rất là đẹp. Con bọ chúa Tyrannosaurus hút anh luôn cái cánh cổng khổng lồ rồi các bạn. Quá xịn sò luôn. Chúng ta có một chú khủng long Spinosaurus màu cam nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Chú khủng long Spinosaurus này có đặc điểm đặc biệt là phần lưng của nó có vây như vây cá vậy các bạn. Hai tay của nó thì rất là nhỏ nhưng mà răng của nó thì rất là sắc nhọn. Kích thước cũng rất là lớn nha các bạn. Một chú khủng long Spinosaurus màu cam rất là đẹp. Cả một con Spinosaurus đang nằm ngủ kìa các bạn. Có thể thấy chú khủng long này nằm ngủ khá là ngon nha. Wow, tiếp theo không phải là thuộc họ khủng long mà là một con voi châu Phi các bạn ơi. Một con voi châu Phi với hai tai bè rất là lớn, hai ngà rất là nhọn và cái vòi rất là dài nha các bạn. Và là voi châu Phi này có thể nặng đến 5 tấn nha. Nhìn da của nó thì cũng biết là rất là dày rồi. Có một con voi châu Phi khổng lồ. Wow, cái cặp ngà của nó nhọn chưa kìa. Còn Ankylosaurus các bạn ơi, Ankylosaurus rất là đẹp. Loại đặc điểm của loài Ankylosaurus này là có những gai trên lưng này các bạn. Phần đuôi của nó thì bị dẹp ra như thế này và lớp da nó thì rất là dày. Các loại khủng long thịt khác khó để có thể cắn xuyên qua lớp da này nha.
cả một con Ankylosaurus đang tiến ra ngoài đấy các bạn, khủng long với những cái gai trên người Ankylosaurus khổng lồ. Tiếp theo chúng ta có một chú Brachiosaurus màu vàng, tuy nhiên thì phần đầu và phần cổ của chú khủng long này là màu đen nha các bạn, làm nổi bật lên rất là nhiều luôn màu sắc của da của chú khủng long Brachiosaurus này. Đây là khủng long ăn cỏ rất là lớn nha các bạn, cổ rất là dài, đuôi cũng rất là dài và có thể nặng đến 30 tấn. Nguyên một con Brachiosaurus khá là to, Spider-Man Brachio, wow. Wow, lần này là một chú khủng long Tyrannosaurus Rex hay còn gọi là khủng long T-Rex, khủng long bạo chúa nha các bạn. Một chú khủng long bạo chúa màu xanh nhìn rất là đẹp. Hai tay của nó thì nhìn rất là ngắn, rất là buồn cười nha các bạn. Tuy nhiên thì nhìn răng nó mà xem rất là nhọn nha. Đây là loài khủng long bạo chúa săn mồi rất là đáng sợ. Ủa đây có cả khủng long bạo chúa Tyrannosaurus khổng lồ luôn các bạn. Ngầu chưa kìa, với màu xanh lên gần quá kìa. Wow, lần này là con Indoraptor nha các bạn. Loại Indoraptor này có đặc điểm là có gai một trên lưng cho kéo dài tới đuôi nha các bạn. Hàm răng rất là sắc nhọn và tốc độ chạy rất là kinh khủng. Đây là cũng là ăn thịt săn mồi rất là đáng sợ nha các bạn. Giganotosaurus của mình đây rồi. Đó, đây là con khủng long Giganotosaurus nha. Đấy, xịn chưa? Wow, lần này là con trên Triceratops nha các bạn, loài khủng long ba sừng Triceratops này có đặc điểm là hai sừng lớn nó rất là lớn và cái sừng thứ ba thì rất là nhỏ, và phần cổ của nó thì có một cái vảy lên như là một cái tấm khiên vậy các bạn. Con Triceratops màu đen nhìn rất là đẹp nha các bạn. Khủng long ba sừng, ai chà, ui bọn Triceratops khổng lồ luôn các bạn. À, nhìn chú khủng long đẹp chưa kìa. Wow, là không phải là khủng long mà là con hươu sừng tấm các bạn ơi, một con hươu sừng tấm màu cam, nhìn sừng của nó đẹp chưa kìa, một con hươu sừng tấm rất là đẹp nha. Hey, ở đây là con này sừng lá của mình đây các bạn, nhìn rất là đẹp luôn nha. Đấy. Wow, tiếp theo chúng ta có một loại khủng long Velociraptor các bạn. Velociraptor này chạy rất là nhanh và săn mồi rất là tinh quái nha các bạn. Hai tay của nó thì có móng vuốt rất là sắc nhọn và răng của nó cũng sắc nhọn không kém nha. Deinonychus này đâu đánh nhau với những con Molosaurus, hai bên đánh nhau rất là quyết liệt luôn, ở giờ lại cầm đuôi bỏ chạy bên kia rồi các bạn. Lại là một chú Spinosaurus các bạn ơi. Tuy nhiên thì lần này là một chú Spinosaurus màu đỏ đen rất là đẹp. Đặc điểm của loài Spinosaurus này là lưng của nó có vảy như là một vảy cá vậy các bạn. Đây là khủng long săn mồi ăn thịt chắc nha các bạn. Cũng kinh khủng luôn, mở ra mà chúng ta có Spinosaurus nó lướt cái mặt gà nó gầm gừ rất là đã luôn kìa. Tiếp theo là một chú báu gấm các bạn ơi, một chú báu gấm rất là to lớn và rất là đẹp. Nhìn họa tiết trên lưng trên người nó mà xem, đúng là loài báu gấm rất là đẹp nha. Wow, một con cheetah, một con báo châu Phi rất là ngầu luôn kìa các bạn. Wow, con này rất là lớn các bạn ơi, không biết đây là loài khủng long gì. Wow, thì đây là con Therizinosaurus các bạn ơi, loài khủng long có móng vuốt rất là lớn. Nhìn hai tay nó mà xem, móng vuốt hai tay của nó nhìn rất là dài, rất là ghê nha các bạn. Tuy có hình dáng rất là ghê gớm như thế nhưng đây là khủng long ăn cỏ nha các bạn. Một con Therizinosaurus rất là đẹp. Chính đôi với con chạy xe ra tớ kìa bạn. Wow, hai bên lao và đánh nhau rồi các bạn. Quá ngầu luôn. Tiếp theo là con Stegosaurus màu cam các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Đặc điểm của loài này là có hai đường vây chạy theo dọc theo sống lưng nha các bạn. Phần đuôi nó thì có những cái sừng mọc ra nhìn rất là đẹp. Đây là con Stegosaurus màu cam nha các bạn, nhìn rất là đẹp. Ở đây mình có gì đây, Stegosaurus khổng lồ luôn nha. Đây là khủng long với cái phần gai trên lưng rất là đẹp luôn. Wow,
sau tiếp theo là con Brachiosaurus màu đỏ các bạn ơi. Tuy kích thước không lớn nhưng đây là con cũng một trong những loài khủng long nặng nhất nha các bạn. Cổ rất là dài luôn, rất là dài nha. Con Brachiosaurus màu đỏ. Chiều của chúng ta đây rồi. Wow, con khủng long cổ dài rất là to luôn nha. À, đã chưa kìa. Đây là một con khủng long bạo chúa màu đỏ rất là đẹp và với hai cái đường vằn màu đen nhìn rất là nổi bật nha. Con khủng long bạo chúa với hàm răng rất là sắc nhọn, tuy nhiên thì tai rất là ngắn, đuôi rất là dài, tước thì rất là lớn nha. Ui, khủng long bạo chúa đánh nhau đi rồi, rét hai bên đánh nhau các bạn, lâu và cắn nhau khá là lâu rồi, nó bỏ đi rồi các bạn. Tiếp theo là một chú hổ nha các bạn, một chú hổ rất là lớn luôn, một chú hổ màu cam với những cái sọc màu đen. Chú hổ được gọi là chúa sơn lâm đó các bạn, một chú hổ nhìn rất là ngầu. Thấy một con hổ khổng lồ đang chạy rất là nhanh luôn các bạn, có thể thấy chú hổ của mình nó đẹp chưa kìa. Wow, lần nào con khủng long Marasaurolophus các bạn ơi, đặc điểm của loài Marasaurolophus này là cái sừng mọc ngược nha các bạn. Rất là buồn cười, tuy kích thước rất là lớn nhưng mà đây là khủng long ăn cỏ rất là hiền lành nha các bạn. Chúng có tập tính sống theo bầy đàn để bảo vệ lẫn nhau đó các bạn. Brachiosaurus kia các bạn, khủng long thuộc chim màu gần bara rất là đẹp luôn nha. Wow, lần nào con Dilophosaurus. Con Dilophosaurus cái đặc điểm là phần cổ nó có hai cái mang nhìn giống như là con tắc kè đó các bạn. Nhìn nó phùng mang ra nhìn thì là đáng sợ. Hai tay của nó thì có móng vuốt rất là sắc và đuôi của nó thì rất là dài nha các bạn. Một con Dilophosaurus màu xanh rất là đẹp. Đây là một con Dilophosaurus khổng lồ của mình đây các bạn. Con này thấy chú khủng long này nó quá gầu luôn thấy không. Tiếp theo là chú hà mã đây, há miệng rất là ghê nha các bạn, nhìn răng nanh của nó mà xem rất là nhọn luôn. Chú hà mã này nhìn qua thì cũng biết là da của nó rất là dày, rất là khó để có thể sinh tồn nha. Hà mã là vua đầm lầy nha các bạn. Wow, chú hà mã khá là nhỏ các bạn, hà mã tí hon đấy các bạn. Wow, tiếp theo là một thành viên đến từ họ khủng long bay các bạn, con thằn lằn sấm Pteranodon nha các bạn. Đặc điểm của loài thằn lằn sấm Pteranodon này là nó săn mồi theo bầy đàn và rất là khát máu nha các bạn. Xà cánh rất là rộng luôn, một con thằn lằn sấm Pteranodon màu xanh. Một thằn lằn sấm khổng lồ đang bay trên trời các bạn, trong một cái bị nhốt trong một cái lồng khổng lồ rồi. Wow, con Triceratops các bạn ơi, là khủng long Triceratops có đặc điểm là ba chiếc sừng nha các bạn. Trên cổ nó thì có một cái vảy rất là lớn, nhìn như một tấm khiên trắng mà các bạn. Lớp da của nó nhìn thôi thì cũng biết là rất là dày rồi. Đây là khủng long có thể nặng lên đến 5 tấn nha các bạn. Một con Triceratops màu xanh nhìn rất là đẹp. Wow, đây là khủng long ba sừng của mình đây rồi các bạn, một con khủng long màu cam rất là to nha. Đấy. Wow, con này kích thước lớn quá các bạn ơi, không biết đây là khủng long gì. Wow, một con Spinosaurus khổng lồ, một con Spinosaurus với vây lưng màu đỏ nhìn rất là đẹp. Hàm của nó đang hé ra kìa, các bạn có thể thấy răng nanh của nó rất là nhọn nha. Hai tay của nó có móng vuốt rất là sắc, đuôi thì cực kỳ dài luôn. Con Spinosaurus rất là đẹp nha các bạn. Và đây Spinosaurus khổng lồ của mình đây rồi các bạn. À, nhìn ngầu chưa kìa. Lần này là con Brachiosaurus màu cam nha các bạn. Con Brachiosaurus này tuy có kích thước không lớn bằng các con khác nhưng mà nó cũng là một trong những loài khủng long có khối lượng rất là lớn nha, có thể lên đến 30 tấn. Nhìn cổ nó dài chưa kìa, đuôi thì rất là dài nha. Wow, con Brachio to chưa kìa. À, wow, sinh vật gì có hình thù quái dị quá mọi người ơi, cùng đi xem đó là con vật gì nha. Hầu ra là một con bạch tuộc khổng lồ, một chú bạch tuộc khổng lồ với cái xúc tu rất là ghê nha các bạn. Nhìn với kích thước này thì chắc chắn nó có thể săn được cá voi luôn nha các bạn. Một con bạch tuộc với nhiều xúc tu thật là đáng sợ.
nhưng mà tụt lâu rồi đánh nhau với những con cá voi sát thủ khổng lồ. Quả hâu bị con cá voi sát thủ quật ngã rồi kìa. Wow, chú khủng long này có cái thước lớn quá các bạn ơi, không biết đây là loại gì. Wow, một con Indominus Red các bạn ơi, con khủng long Indominus Red này rất là đáng sợ nha các bạn. Trong phim thì nó là loài khủng long ăn thịt săn mồi rất là đáng sợ luôn, đối thủ của khủng long bảo chúa nha các bạn. Tại con nó có móng vuốt là sắc và đặc điểm của loài này là từ cổ tới phần sống đuôi đều có gai mọc rất là ghê nha các bạn. Đây là con Indominus Red khổng lồ. Wow, đây là Indominus Red của mình đây rồi. Đấy, con khủng long khá là to nha. Ồ, lần này là con Indoraptor khổng lồ mọi người ơi, nhìn răng nó sắc nhọn chưa kìa. Ui thì có rất là dài nha, móng vuốt thì rất là sắc. Con Indoraptor này thật là khổng lồ các bạn. Indoraptor của mình đây các bạn. Đấy, đây là khủng long Indoraptor của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó. Wow, lần này thì chúng ta chỉ có một chú khủng long raptor nhỏ thôi mọi người ơi, tuy kích thước nhỏ nhưng mà có vỏ nha mọi người. Loài khủng long raptor nhỏ này săn mồi theo bầy đàn với tốc độ chạy rất là nhanh và rất là thông minh nha các bạn. Một con raptor màu cam nhìn rất là đẹp. Mình có đèn đồ đi chết đấy các bạn, nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. À, nhìn đã chưa kìa. Chú báo đốm các bạn ơi, chú báo đốm màu vàng và cái đốm màu đen nhìn rất là nổi bật nha. Chú báo đốm có tốc độ chạy có thể nói là nhanh nhất tất cả trong thế giới loài động vật luôn kìa nha các bạn. Đây là cheetah các bạn, một con báo châu Phi rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Wow, lần này con khủng long gì mà có vây rất là lớn nè mọi người. Thì ra đây là con Dimetrodon nha các bạn. Đặc điểm của loài khủng long Dimetrodon là vây rất là lớn và hình dạng của nó thì giống như một con tắc kè đang bò với các bạn. Loài khủng long Dimetrodon này rất là đặc biệt nha các bạn, nó có vây rất là đẹp nè. Đây là một con Dimetrodon có vây màu cam nhìn rất là đẹp. Wow, lần này là con Maurasaurolophus các bạn ơi, một con Maurasaurolophus màu xanh nha các bạn. Sừng của nó mọc ngược ra theo như đặc trưng của loài Maurasaurolophus nha các bạn. Tuy kích thước rất là lớn nhưng đây là loài ăn cỏ nha các bạn. Maurasaurolophus các bạn. À, nhìn con thằng lặn sấm, tuy kích thước này rất là nhỏ nhưng mà đây là một loài chuyên săn mồi theo bầy đàn rất là hung dữ nha các bạn. Tại cánh nó rất là rộng luôn, một con thằn lằn sấm màu vàng. Thằn lằn sấm khổng lồ luôn các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa, con thằn lằn sấm khổng lồ luôn. Wow, lần này không phải là khủng long mà là chú hất vũ kỳ đang chào mình các bạn ơi, nó đang chào giơ tay chào các bạn nè. Hàm răng nó đang nha, rất là đáng sợ luôn nha, một chú quốc kỳ hất kỳ màu xanh. Tiếp tục một chú Husky Wookie nha các bạn, lần này là một chú Husky Wookie màu tím vẫn đang giơ tay chào các bạn nè, hàm răng thì rất là nhọn nha, chú Husky Wookie màu tím. Tiếp theo là một con hổ vằn nha các bạn, con hổ vằn màu cam với cái vằn màu đen nhìn rất là đẹp, đây có thể xem như là chúa tể sơn lâm nha các bạn, một con hổ rất là đẹp luôn, nhìn rất là ngầu. Những chú hổ đang lao vào cắn nhau với những con phi đang sửa khổng lồ các bạn, không như một bay luôn rồi mình nó cần hết luôn. Wow, một chú khủng long Brachiosaurus khổng lồ các bạn ơi, một chú khủng long Brachiosaurus màu nâu, nhìn cổ nó dài chưa kìa, đuôi thì dài cũng không kém, đây là khủng long rất lớn, có khối lượng lên đến 30 tấn nha các bạn. Đây kích thước khổng lồ nhưng đây là loài khủng long rất là hiền lành ăn cỏ. Ui, ở đây là con Brachio khổng lồ luôn các bạn, đây là Brachiosaurus khổng lồ luôn nha. Wow, đây là con Indominus Red
phiên bản size nhỏ nha các bạn. Tuy nó không to bằng con lúc nãy nhưng mà đây cũng là một loài săn mồi rất là ấn tượng nha các bạn. Nhìn móng vuốt của nó nhọn chưa kìa. Trên lưng của nó có những cái gai mọc ra rất là ghê nha các bạn. Còn Indominus Rex phiên bản nhỏ. Lần nữa chú thích kiwi quốc kia màu hồng như các bạn rồi nè, nó chơi hai tay cho các bạn luôn nè. Một chú thích kiwi quốc kia màu hồng đang nhếch miệng cười rất là đáng yêu nè các bạn. Tiếp chung là chú thích kiwi quốc kia nhưng mà lần này là nó không giơ tay chào các bạn nữa nha, nó đang nhe răng ra có những răng nanh để chào các bạn nè. Chú thích kiwi quốc kia màu xanh. Wow, lần này là một đại diện đến từ họ linh trưởng nha các bạn. Một chú tinh tinh màu đen nhìn rất là đẹp, rất là đô con luôn nha. Màu đen nhìn rất là đẹp, như là một chú kinh công rồi các bạn. Được gọi đi ra một con tinh tinh khổng lồ các bạn, nhìn ngầu chưa kìa. À, wow, lần nào chú Blesiosaurus mọi người ơi. Loài khủng long Blesiosaurus có chiếc cổ đặc trưng rất là dài, rất là linh hoạt, dùng để bắt cá dưới nước nha. Cùng với 4 chiếc vây rất là lớn dùng để bơi lội dưới nước với tốc độ rất là kinh khủng. Một chiếc khủng long Blesiosaurus rất là lớn nha mọi người. Blesiosaurus của mình đây rồi. Wow, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, lần nào chú khủng long một cái thước rất là lớn của mọi người ơi. Không biết đây là khủng long gì. Wow, một chú khủng long Tyrannosaurus Rex hay còn gọi là khủng long T-Rex, khủng long bảo chúa đó các bạn. Nhìn hai tay của nó rất là nhỏ, rất là buồn cười nè. Tuy nhiên thì nó có hàm răng rất là lớn nha và rất là sắc nhọn nữa. Kích thước thì cũng cực kỳ lớn và đuôi thì cực kỳ dài luôn nha. Một chú khủng long Tyrannosaurus Rex màu cam nhìn rất là đẹp. Mình Tyrannosaurus các bạn. Đó, đây là khủng long bảo chúa Tyranno Iron Man các bạn, quá ngầu luôn. Wow, lần này là chú khủng long Dimetrodon màu hồng rất là khổng lồ các bạn ơi. Đặc điểm là cái vây rất là lớn của loài Dimetrodon này các bạn. Nhìn nó rất là giống một con thằn lằn đang bò nha, một con Dimetrodon khổng lồ màu hồng. Tiếp tục là một con Triceratops nha các bạn, một con Triceratops màu xanh nhìn rất là đẹp. Nhìn sơ qua thì cũng thấy lớp da nó rất là dày nha các bạn. Hai sừng của nó rất là nhọn và sừng thứ ba ngay sống mũi thì nhỏ hơn một tí nha. Con khủng long có thể nặng đến 5 tấn con Triceratops nha các bạn. Bản sừng Triceratops của mình có một cằm rất là đẹp luôn kìa các bạn, có thể thấy con khủng long nó to chưa kìa. Thì chúng ta một con Ankylosaurus. Đặc điểm của loài Ankylosaurus này là trên lưng của nó có những cái gai này các bạn, kéo dài tới đuôi luôn nha, và đuôi của nó thì dẹt ra nha các bạn. Rồi là khủng long này có lớp da cực kỳ dày, chắc là khủng long săn mồi khác khó có thể nào cắn xuyên được lớp da dày này nha các bạn. Ankylosaurus khổng lồ của mình đây rồi các bạn. Đó, nhìn ngầu xíu kìa các bạn. Wow, tiếp tục là một con khủng long Stegosaurus các bạn ơi. Là khủng long Stegosaurus này có đặc điểm là có hai dãy vây lưng này các bạn. Con Stegosaurus này có màu xám và hai dãy vây lưng của nó màu đỏ nhìn rất là bắt mắt luôn. Cuối phần đuôi của nó thì có những cái sừng mọc ra nhìn rất là đặc trưng của loài này nha các bạn. Con Stegosaurus màu xám con vây màu đỏ nhìn rất là đẹp. Và đây là Stegosaurus khổng lồ với màu xanh lá cây rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó. Wow, tiếp theo là một đại diện đến từ biển cả nha các bạn. Một con cua khổng lồ, một con cua khổng lồ màu xanh với hai cái càng có những màu đỏ rất là đẹp nè các bạn. Con cua này rất là ngầu nha các bạn, một con cua khổng lồ màu xanh. Wow, tiếp theo không phải là một chú khủng long mà đây là chúng ta có một chú dê nối các bạn ơi. Một chú dê nối có hai cái sừng mọc ra phía sau nhìn rất là đẹp nè các bạn. Đây là loài dê nối có thể đi đứng trên những cái vách núi dựng đứng luôn nha các bạn. Chú dê núi nhìn rất là ngầu. Một chú dê núi khá là đẹp luôn các bạn. Wow, nhìn ngầu chưa kìa. Wow,
Oh, một con Pentaceratops mọi người ơi. Tuy nó không lớn bằng con Pentaceratops lúc nãy nhưng mà nó cũng rất là lớn nha mọi người. Ngay sừng này rất là nhỏ và cong hút phía trước. Sừng thứ ba thì nhỏ hơn một tí. Tuy nhiên thì đặc điểm của loài này là ở cổ có một cái vùng vảy nhìn rất là lớn luôn nha mọi người. Lớn nhất trong tất cả các loài khủng long luôn và nhìn như một tấm khiên trắng vậy. Một con Pentaceratops màu đỏ và với phần màu đen của cái lưng cho cái sống đuôi các bạn. Rất là đẹp luôn. Đây chúng ta có gì đây Pentaceratops các bạn. Đó, nhìn nó to chưa kìa các bạn. Wow, con này có kích thước lớn quá các bạn ơi, không biết đây là con gì đây. Wow, một con khủng long Mosasaurus mọi người ơi. Đây là loại rất là giống một con cá sấu nha mọi người. Con Mosasaurus này có 4 kiêu vây rất là khủng lồ luôn các bạn, dùng để bơi với tốc độ cao dưới nước. Cùng với cái đuôi giống như con cá sấu vậy các bạn. Và Mosasaurus này cực kỳ nổi tiếng các bạn. Thương long Mosasaurus của mình đây rồi các bạn. Wow, một con thương long khổng lồ luôn nha. Wow, thế thì chúng ta cùng cái khủng long gì đây. Khủng long với ngoại hình nớm rất là đẹp nha các bạn. Hai tay của nó thì rất là sắc, có móng vuốt rất là sắc nhọn. Còn đuôi của nó thì có những cái vằn đen nhìn rất là đặc biệt nha các bạn. Trên lưng của nó thì có những cái gai ra nhìn rất là ghê. Khủng long cực kỳ ghê nha các bạn. Lophosaurus của mình đây rồi các bạn. Đây là khủng long Lophosaurus của mình đây. Wow, nhìn to chưa kìa. Wow, lần này không phải là một con khủng long mà là một loài động vật ăn cỏ các bạn ơi. Một con hươu cao cổ màu vàng với chấm đỏ khổng lồ. Nhìn chiếc cổ nó dài chưa kìa. Bốn chân của nó nhìn rất là cao nha, một con hươu cao cổ rất là đẹp luôn. Đây là giraffe, một bầy, wow, một bầy hươu cao cổ lâu rồi đánh nhau với những con Tyrannosaurus luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa. Wow, lần này là một con gì đây, một con Giganotosaurus các bạn ơi. Một con Giganotosaurus màu xanh với màu đỏ chạy dọc theo sống lưng cho đến chẩm đuôi nha các bạn. Loại Giganotosaurus này có đặc điểm là rất là khát máu và săn mồi rất là tàn bạo nha các bạn. Có thể đối đầu trực diện được với khủng long T-Rex luôn nha. Một con Giganotosaurus. Như vậy đây là khủng long đầu bò Carnotaurus của mình đây rồi. Wow, nhìn ngầu chưa kìa. Đẹp. Là khủng long hay cũng không phải là một loại ăn cỏ mà là một con quái vật với đầu là một cái cục đèn giao thông nha các bạn. Màu đỏ, màu vàng và màu xanh tương ứng với cục đèn giao thông, một con quái vật rất là đáng sợ luôn nha các bạn.